Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bồ Câu Bạc Liêu ha. Thì ngày hôm trước có mấy anh em nhắn tin hỏi mình, thấy mình nói cái chỗ mà gì mấy lồng á, thì mấy anh em mới hỏi là mấy lồng là như thế nào, tại sao lại có vụ mà đếm số lồng của con chim nữa là sao, có phải là mỗi qua mùa là lồng hai lồng gì không ạ? Thì câu trả lời hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để trả lời cho mấy anh em mình ha. Thì cái lông ở đây á, tức là nói về lông cánh của con chim bồ câu ha. Thì trước khi mình hướng dẫn cái cách đếm lông thì mình sẽ nói sơ lược về cái công dụng của việc đếm lông giúp ích được gì. Thứ nhất là cái con bồ câu á, thì mình không có thể nào mà mình nhìn sơ lược mà mình biết được cái con chim đó là bao nhiêu tháng tuổi, rồi chim già sao, chim non sao được. Tại vì khi mà con chim nó vừa ra gàng nó đủ lông là mọi người nó nhìn nó giống như một con chim hoàn thiện rồi. Nên nhiều khi anh em mình mới chơi á, nói chung anh em chơi lâu thì nhìn sơ qua thì cũng đã biết rồi. Mà đối với những anh em mà mới chơi thì nhiều khi nhìn chim mình cũng không biết con chim nó là mấy tháng tuổi nữa. Thì cái cách đếm lông thì sẽ giúp được cho anh em biết là con chim đó tầm có khoảng là bao nhiêu tháng tuổi và đã tới tuổi sinh sản chưa đó, để cho anh em mình là biết. Rồi sau này thí dụ như người ta có bán chim mà người ta nói chim tơ mới có 2-3 tháng là chưa có đẻ, nhưng mà người ta bán về thực chất là con chim nó đã già 2-3 năm rồi đó. Thì anh em có cách mà để anh em kiểm chứng mấy cái đó. Khi mà anh em hỏi người ta là con chim nó mấy lông là người ta đã biết là anh em biết đếm lông rồi, nên người ta sẽ không có làm bậy bạ với anh em ha. Thì để mình sẽ bắt cái cặp bồ câu này ra mình đếm lông cho anh em mình coi. Nhưng mà thực tế là cái cách đếm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn ha. Rồi anh em đợi mình nha. Đây mình đã bắt được con bồ câu và mình sẽ dạy cái lồng cánh ra cho mọi người cùng biết là cách đếm như thế nào ha. Đây lồng cánh của nó ra đây mọi người có thể thấy ha. Con chim này hiện tại đã được là 6 lồng. Thì tại sao nó gọi là 6 lồng, mọi người để ý nè. Từ cái phần chót cánh này nè, đi ra nó theo một cái thứ tự đều nhau hết. Tự nhiên nó tới chỗ này nó hụt, nó có một cọng lồng ở trong này đang nằm ra. Đây nó còn một cọng lồng đâm này đâm ra, thì bốn cái cọng lồng còn lại ở đây là mình lấy số 10, mình không cần đếm ở đây làm gì hết. Mình lấy số 10 mình trừ cho bốn cọng lồng còn lại chưa rụng ở đây là mình biết con chim này được 6 lồng. Thì con chim nó được 6 lồng thì đầu tiên là nó sẽ rụng những cái cọng lông ở trong phía này trước anh em nè, ở trong này nè nó rụng cái chiều bên đây nè, chiều cọng lông nè, anh em thấy không? Tự nhiên ở đây bên nó xuyên qua đây hết, tự nhiên ở chỗ này từ chỗ này nè nó có cái chiều lông nè, nó nghiêng về bên đây, chỗ này nó nghiêng về bên đây, thì bắt đầu tiên nó rụng lông này, nó mọc ra, rụng tới lông này mọc ra, rụng lông này mọc ra, và vậy nó mọc tới chừng nào mà con chim mình đủ khoảng là 8 lông, 9 lông, bắt đầu nó vô cái thời kỳ sinh sản của nó rồi đó. Thì đó là cái cách đếm lông, mọi người. Cái cách đếm lông là như vậy. Thì nó cũng cơ bản chính xác thôi anh em. Tại vì có những con chim nó thay lông nhanh, và cũng có những con chim nó thay lông rất chậm. Giống như là thực chất là cái hai con này nó là cùng một lứa với nhau luôn, cùng một cặp trứng bố mẹ sinh ra luôn. Nhưng mà con này nó mới 6 lông, nhưng mà ngược lại con mái đó đã 9 lông rồi mọi người. Là nó đã hơn con này tới 3 lông rồi. Vì vậy là cái nói chung là đếm lông thì nó chỉ nó gọi là nó cũng cái xác suất nó cũng tương đối, nhưng mà ít nhất thì mình cũng đã nắm được là con chim này là con chim tơ, là nó chưa hoàn thiện cái bộ lông của nó, là con chim này là vẫn còn tơ ha anh em. Thì nhầm con
nó chỉ cần cỡ 4-5 lông là nó cũng có sinh sản luôn rồi đó. Tức là những cái con đó là do nó kẹt lông hay sao nó thay lông nó chậm. Còn như cặp này thì nó chuẩn bị nó sinh sản rồi, ông gà thấy trống nó đạp mái nhiều lắm rồi nên đó là chủ yếu là đếm lông để mình biết được là con chim mình nó tầm trong giai đoạn nào. Thì ví dụ như là 1-2 lông thì nó tầm là có khoảng 1-2 tháng tuổi rồi sang tới 5-6 lông thì nó tầm có khoảng là 3-4 tháng tuổi, rồi tới khoảng là 8-9 lông 7-8-9 lông thì lúc đó là nó khoảng là 5 cỡ khoảng 6 tháng tuổi rồi thì anh em mình đếm lông để mình phân biệt được như vậy. Rồi cái clip hướng dẫn anh em mình đếm lông cũng kết thúc ha. Xin cảm ơn anh em, chúc anh em có ngày cuối tuần vui vẻ.